Xin chào quý vị, Hải Công Minh đang có mặt ở thị trấn Kilroy, cách thành phố San Jose khoảng 26 mai, nửa tiếng lái xe quý vị. Nơi đây có group người Việt ở San Jose mừng Quốc khánh Hoa Kỳ, July 4. Và ở đây nhà của một người trong nhóm mời đãi tiệc ăn mừng nữa vậy. Và ở đây trước đường chủ nhà có ghi để đỡ nhớ Việt Nam, đó là Sài Gòn, đi quốc lộ 1, quẹo trái là Long Khánh, đi thẳng là La Ghi, Hà Nội vậy đó. July 4 2021 cái gì. Và đây là đường đi vô trước cổng nhà nè. Đó, gì thấy xe đưa thư không? Lễ July 4 là lễ lớn ở Hoa Kỳ. Kỳ này rơi vào ngày Chủ nhật thì người ta được nghỉ bù ngày thứ hai cái gì. Đó, đây là xe các bạn bè chiến hữu mừng July 4 nữa vậy. Ở đây giống như ở ngoại ô thành phố San Jose về phía nam, đi theo đường 101 101 hướng về Los Angeles LA đó, thì tới thị trấn Gilroy thì quẹo trái rồi. Đó, đây là khu tiệc đây. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, thứ gì ai ôm hết âu lo. Giống như ta chưa từng được sống, thân bàn tay nhau đi qua đêm dài. Em ơi, cuộc chơi mai này có ra sao? Vì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Một chuyện đã ổn thôi, khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng cho anh cho đôi môi đang đợi. Người mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta làm con đường xa nhưng đúng đâu. Chấp mất tình yêu anh thôi. Thì ra là vậy.